Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai có review một số cây nhật quế cho anh Khang và có báo giá chi tiết luôn nha bà con. Rồi, dạ, chào, chào bà con. Dạ hôm nay Khang về 20 cây nhật quế nha bà con. Dạ, địa chỉ của Khang là xã Thế Hưng Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của Khang là 0373389198. Dạ, nhật quế là lá chung bông chùm nha cô chú. Dạ, Khang bao ship bao sóng toàn quốc. Đọc số điện thoại luôn anh. Dạ, số điện thoại của Khang là 0373389198. Dạ, đầu tiên mời cô chú anh chị giao lưu cây số 1 nha. Dạ, cây số 1 nó có cái hoành 42, cao 1m1. Hoành 42, cao 1m1. Cây này 1,7 triệu nha cô chú, cây số 1. Cây số 1 1,7 triệu nha cô chú. Để trong để ra cũng được, để trong để ra đi cho nó thuận đường. Ừ, dạ cây số 2 33 hoành nha cô chú, 33 hoành, dáng 395 nha cô chú, dáng 395. Cái này nở đế nha cô chú, cái này hơi nở đế. Dạ cây này 900.000 cô chú ơi, cây số 2 900.000. Dạ nguyệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Số điện thoại của Khang là 0373389198, đó cũng là số Zalo luôn nha cô chú. Dạ cây số 3 hoành 41, cao 89. Cây số 3, cái hoành được 41 nha cô chú, cây rất là già cây nha cô chú. Dạ cây số 3 hoành 41, cao 89, cây này giá 2,1 triệu nha cô chú, 2,1 triệu cây số 3 nha cô chú. Dạ cây số 4 hoành 36, cao 79. Hoành 36, cao 79, cây này 1,2 triệu nha cô chú. 36 hoành, cao 79, giá 1,2 triệu. Xuống. Dạ cây số 5 hoành 34, cao 1m, cây này cũng 1,2 triệu luôn nha cô chú. Hoành 34, cao 1m, giá 1,2 triệu nha cô chú. Cây này đế nó cũng hơi nở xuống. Cây số 6 32 hoành cô chú ơi, 800.000 nha cô chú. 32 hoành, cao 1m, 800.000 cây số 6. 32 hoành, cao 1m, 800.000 cây số 6 nha cô chú. Cây số 7 31 hoành, cây này cũng 800.000 nha cô chú. 31 hoành, cao 70. Cây số 7, cây số 7 800.000 nha cô chú. Thank you.
Dạ cây số 8. 28 hoành cao 100. 28 hoành cao 1m, giá 1,4 triệu nha cô chú. Đế nở nha cô chú. 28 hoành cao 1m. Dạ cây số 9, 28 hoành cao 90 nha cô chú. 28 hoành cao 90, giá 1 triệu nha cô chú. Giá 1 triệu nha cô chú, cây số 9, 28 hoành cao 90, giá 1 triệu. Cây số 10, 27 hoành cao 74, 700 ngàn nha cô chú. 800 ngàn chứ, lộn. Rồi, giá 800 nha bà con. Dạ 800 ngàn nha cô chú. Bà ship toàn quốc luôn ha. Dạ đúng rồi, cây số 10 800 ngàn. Rồi mình đọc số điện thoại lần nữa luôn anh Khang. Số điện thoại của Khang là 0373 89198. Bầu dữ vậy. Số 11, 44 hoành cô chú ơi. 44 hoành cao 80. Cây này giá 2 triệu nha cô chú. 44 hoành cao 80, 2 triệu nha cô chú. Số 12, 30 hoành cao 1m, 700 ngàn nghe cô chú. Số 12, 700 ngàn. 30 hoành cao 1m. Ba 52 hoành cao 60. Cây này nó có cái lỗi chỗ này tí nha cô chú. Dạ cây này 1,9 triệu. Cây số 13, 52 hoành nha cô chú. Giá 1,9 triệu nha cô chú. Cây 14, 33 hoành cao 57, giá 1,2 triệu nha cô chú. 33 hoành cao 57, giá 1,2 triệu nha cô chú. Cây 15, 30 hoành. Cái hồi ra đó quay luôn, khỏi khiên vô đây đâu. Ghen bàn quay ra luôn anh. 30 hoành cao 95, 800 ngàn nghe cô chú. Cây số 15, cây số 15 giá 800. Xuống nè, xuống cây. Gia không mạng lòng. Cây số 16. 16. Cây số 16. Bên đây anh. Hả? Bên đây. 31 hoành.
800 ngàn cô chú ơi. Cây số 16, 31 hoành, cao 60. 800 ngàn nha cô chú. Chú đi, vô luôn đi. Bảy 40 hoành, cây số 17 40 hoành, cao 90, 40 hoành cao 90 nha cô chú. Cây này giá 2 triệu nha cô chú. 40 hoành cao 90, giá 2 triệu. Xuống coi. Tám nha cô chú. 38 hoành, cao 30, 700 ngàn nha cô chú. 18 700 ngàn. 38 hoành, cao 30. Cây số 19, 40, 43 hoành, cao 60, giá 1 triệu 8 nha cô chú. Nói không? Cây này 20 nha cô chú. Cây cuối clip. Này nó đâm chồi nha cô chú. Bữa hổm có chú kia giao lưu rồi không nhận cây, nay giao lưu lại nha cô chú. Dạ cây này 56 hoành, cao 59. Dạ cây này 2 triệu 8 nha cô chú. Đế nở nha cô chú. Đế nó khá đều, nó nở nha cô chú. Nay ra chồi khỏe. Dạ cây số 20 cũng là cây cuối clip nha cô chú. Cây này giá 2 triệu 8 nha cô chú. Khang bao ship bao sóng toàn quốc nha cô chú. Rồi mình chào bà con luôn ha. Dạ mến chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa qua nha cô chú. Dạ. Clip hôm nay thấy giá hợp lý, cô chú ủng hộ rồi Khang rất là cảm ơn nha cô chú. Dạ chào cô chú anh chị. Rồi chào anh Khang luôn. Đi ra lấy TK bonsai, xin cảm ơn bà con cô bác. Lấy cái hái chùm lại cho hồi, lấy hái chùm lại nha. Lấy cái bào trong đó chùm nó lại. Mình đã ghi cái nào thì mình Zalo với anh Khang nha bà con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.